Đối với mình, xin chào khán giả của VTV, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Hai người gốc Việt được bổ nhiệm làm tránh án tòa thượng thẩm California. Một phụ nữ Việt Nam bị 5 năm tù vì điều hành đường dây mại dâm. Và mặc dù bị thua Ba Lan 1-0, Nhật vẫn vào vòng 16 giải World Cup Thế giới năm 2018. Thưa quý vị, ngày hôm qua thứ tư 27 tháng 6, thống đốc Jerry Brown của tiểu bang California đã bổ nhiệm 10 tránh án vào các tòa thượng thẩm ở quận hạt, trong đó có hai người Việt Nam đó là luật sư Nhân Vũ và luật sư Von Nguyễn De Hai người này được bổ nhiệm thay thế hai tranh án khác, một người được chuyển lên tòa kháng án và một người về hưu. Luật sư Nhân Vũ năm nay 47 tuổi, hiện cư ngụ tại Fullerton, đang là Thứ trưởng Bộ Tư pháp California từ năm 2014. Trước đó, ông cộng sự tại các tổ hợp luật như là Wikicon, Wilson, Law và Delago từ năm 2006 đến năm 2014 và là giáo sư trường đại học luật của Đại học Chapman University ở thành phố Orange, miền Nam California, từ năm 2001 đến năm 2006. Trước khi dạy học, thì ông là cộng sự tại các tổ hợp luật ở miền Nam California từ năm 1996 đến năm 2001. Và ông cũng từ lần từng là thư ký cho tranh án Alex Kozinski thuộc tòa kháng án Hoa Kỳ khu vực số 9 ở tại Los Angeles từ năm 95 đến năm 96. Ông nhân tốt nghiệp luật tại Đại học Yale University và tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Harvard University. Ngoài công việc trong chính quyền, ông hiện là chủ tịch hiệp hội luật sư người Mỹ gốc Á tại Nam California. Tại tòa thượng thẩm California ở Orange County sắp tới, ông sẽ thay thế tranh án Thomas Gota, người vừa được bổ nhiệm vào tòa kháng án California. Và như vậy, ông nhân sẽ là tranh án gốc Việt thứ nhì làm việc tại Orange County trong những ngày tới. Người thứ nhì là luật sư Von Nguyễn De Rodian, 43 tuổi, hiện cư ngụ tại Santa Barbara. Là đang là tránh án được tòa thượng thẩm California ở Santa Barbara County bổ nhiệm, người ta gọi là commissioner chứ không phải là judge. Judge là do thống đốc bổ nhiệm hoặc do ứng cử đắc cử vào. Còn commissioner làm công việc giống như tránh án nhưng mà không phải do thống đốc bổ nhiệm hoặc không phải do ứng cử vào mà là do cái tòa án hoặc quận hạt đó họ bổ nhiệm. Thành ra công việc họ làm giống như tránh án thôi nhưng mà cái tên gọi tiếng Anh gọi là commissioner. Thì bà này đã làm commissioner ở tại Santa Barbara County từ năm 2017. Đồng thời bà cũng là giáo sư Đại học Santa Barbara College of Law từ năm 2013. Trước đó bà là phó biện lý Santa Barbara County từ năm 2006 đến năm 2017. Bà Von Nguyễn Derodian cũng từng là cộng sự tại tổ hợp luật sư Hadin và Coffin hồi năm 2006, nơi mà bà từng làm phụ tá pháp lý từ năm 2003 đến 2006. Bà Von tốt nghiệp luật tại Đại học Santa Barbara College of Law và tốt nghiệp đại học tại Alan Hancock College. Bà sẽ thay thế tránh án Rogelio Flores, người vừa nghỉ hưu. Và như vậy bà Von sẽ là người gốc Việt đầu tiên làm tránh án tại Santa Barbara County, miền Nam California. Một tin không vui cho người Việt Nam đó là một phụ nữ 29 tuổi tên là Nguyễn Thị Hiền ngày hôm qua đã ra tòa thượng thẩm California ở miền Nam California và nhận tội uh, môi giới gái mại dâm. Bà này là cư dân Huntington Beach, bà bị bắt hồi năm 2015 và như vậy là ngày hôm qua bà bị tổng cộng là 7 cái, cái, bản án nhưng mà rút xuống còn 4 và bị tổng cộng hơn 5 năm tù và ngay sau khi tòa tuyên án thì bà đã bị cầm tay và đưa vô tù ngoài bà hiền ra còn có 3 đồng phạm khác đó là Ion ba 30 tuổi ông này đã nhận tội từ hôm 3 tây tháng 2 và bị uh, 3 năm tù bị 3 năm tù ông này là một chủ doanh nghiệp ở Anham người thứ nhì cũng là đồng phạm luôn là tên là Nguyễn Bảo Ngọc Năm nay 28 tuổi, cư dân ở Santana và ông này làm chủ doanh nghiệp ở tại Midway City. Và người thứ tư là Nguyễn Thúy Quỳnh, 33 tuổi, cũng là cư dân Santana. Và hai người này sẽ bị ra tòa để à, tuyên án vào ngày 20 tháng 7 tới đây. Những người này bị tố cáo là đặc biệt bà Hiền làm chủ cũng như là điều hành một số tiệm massage ở miền Nam California. Và đứng trong đường dây môi giới gái mại dâm, à, đó là có bốn người này. Đó là tin không vui dân Việt, trong vụ này có ba người Việt Nam, à, người ta chỉ nói hai người kia, với không Mỹ là không Việt Nam với ông Mỹ là chủ doanh nghiệp, không biết phải là khách hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà đó là cái bản tin liên quan đến người Việt Nam mà trong đường dây mại dâm. Tại giải World Cup Russia 2018 sáng nay đã có hai trận đấu của bảng hát đó là Colombia gặp um, Senegal và Nhật gặp uh, uh, Ba Lan. Trước trận đấu thì Nhật với lại Senegal mỗi đội đều có 4 điểm bởi vì có một trận thắng một trận hòa. Còn Colombia chỉ có 3 điểm tức là có một trận thắng một trận thua. Ba Lan không có điểm nào. Thì vào trận đá thì phút 5 phút 60 ở bên trận Nhật với lại Ba Lan thì Ba Lan mở tỷ số. Còn bên trận Senegal với là Colombia thì Colombia cũng mở tỷ số 1-0 luôn. Như vậy là kết quả Colombia thắng Senegal 1-0. Như vậy là Senegal vẫn 4 điểm. Colombia được 6 điểm. Bên này Ba Lan thắng Nhật 1-0, Ba Lan lên 3 điểm, Nhật vẫn 4 điểm. Như vậy là Colombia lấy ngôi đầu bảng hát. Còn cái bảng, cái ngôi thứ nhì đó là giữa Senegal và Nhật đều đồng 4 điểm. Nhưng mà hiệu số bàn thắng bại hai đội cũng bằng nhau luôn. Và khi đối đầu với nhau hai đội từng hòa nhau 2-2 thì cuối cùng họ tính đến thẻ vàng thẻ đỏ. Thì thẻ đã bị trừ điểm đi. Nhật bị ít thẻ ở Senegal cho nên Nhật may mắn được vào vòng 2. Đã, tức là Nhật đứng hạng nhì bảng hát. Thì như vậy thưa quý vị trong vòng 16 bây giờ hiện tại chỉ còn một đội nhật là đội đại diện châu á duy nhất hôm trước cùng có nam hàn này iran này không vì nam hàn iran bị loại còn về phía châu phi không còn đội nào hết morocco tunisia nigeria và senegal có như bị loại trung mỹ chỉ còn có đội mexico mà thôi à còn lại toàn bộ là Nam Mỹ và Châu Á Châu 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 Âu thì trong trận tới đây vòng 16 Nhật sẽ gặp hoặc là đội Anh hoặc là đội Bỉ hai đội ngày hôm nay sẽ có đá buổi trưa ngày hôm nay xem đội nào đầu bảng hay đầu bảng sẽ gặp đội Nhật thì đó là kết quả à, cái World Cup ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay thua mà vẫn được vào trong khi ngày hôm qua Đức thua nhưng mà không à, thua mà không được vào thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới